Chào anh em nha anh em ơi. Hôm nay mình sẽ tiếp tục lên cho anh em cái combo chỉ loanh quanh ba củ thôi mà anh em sẽ được full đầu lòng và dên 54 anh em nha. Nói cái bộ này về thì anh em chỉ cần đi móc lóc là ok anh em nha. Chỉ cần đi móc lóc là anh em gáp vô là ok, xong hoàn thành. Với mua mấy cái linh tinh nữa là xong ok anh em nha. Thì cái bộ này chỉ loanh quanh trong vòng ba củ thôi. Thì mình sẽ quay chi tiết đồ như thế nào cho anh em xem. Thì cái này là 54 dên lớn 110 anh em nha. 54 dên lớn 110, dên là dên sum anh em nha. Đó, dên sum. Đầu lòng bên mình đã gia công sẵn cho anh em hết theo bài canh nén sẵn cho anh em luôn. Anh em không có cần phải gia công cơ khí nữa nha. Về anh em chỉ cần xử lý cặp lóc của anh em thôi. Đó, chỉ cần móc lóc thôi là bỏ vô là ok. Hoặc anh em có thể nói mình lấy thêm cho anh em cái lóc ôm nhất rồi nữa. Thì cái lóc ôm nhất rồi chỉ có 2 xì rưỡi thôi anh em nha. Đó, đây là loại xo đầu. Phần là xo đầu nha. Đây là trái nè, thì trái thì mình móc mắt theo bài thôi anh em nha. Móc mắt theo bài đó. Rồi móc hút xả cho anh em nè. Đó, anh em yên tâm nha. Thì cam này đi cam bên mình luôn. The full thì sẽ có cam luôn anh em nha. Nếu đã có cam rồi thì anh em không có cần phải, không có sợ phải bị đụng đâu, tại vì mình đã canh sẵn cho anh em hết rồi nha. Thì bọn này lanh quanh trong vòng ba củ thôi. Anh em nào cần thì để lại bình luận hoặc là nhắn qua TikTok cho mình anh em nha, nhắn vô TikTok cho mình nha. Đó, đây bạc nè. Cam cò lò luôn anh em nha. Nó cam cò có sẵn ắc cho anh em đầy đủ, nói chung là full đầu á. Rồi, cho anh em xem cái hút xả nè. Hút xả là siêu thoáng luôn anh em nha. Đó, bí quyết đó anh em. Hút xả này đi rất là đã luôn anh em nha. Đó. Hút xả này đi cho anh em là bao thoáng bao thông luôn anh em nha. Đó, đây là xong phần đầu nha. Anh em nào thích cái combo này thì anh em có thể để lại bình luận cho mình nha. Nói chung combo này mình bao im cho anh em và bao lực cho anh em nha. Đó, đi rất là tê tái anh em nha. Đó. Đây, lòng đây anh em nha. Lòng sấy cho anh em là giữ nhớt. Đó, ok chưa? Thì cái này mình canh theo bài cho anh em đi sinh cam 86 nha. Nhông nhông thì 14 gân và nhông cam 28 nên gân anh em nha. Đó, đi sinh cam 86 anh em nha. Đây dên là nguyên cái dên sum. Nguyên cái dên sum anh em nha. Đó, nhông thì mình đã chia cho anh em rồi. Nói chung về anh em chỉ cần gia công cọc lóc lại là anh em gáp thôi, hoặc là anh em nói chung cái lóc số là anh em phải xử lý rồi. Còn nếu anh em không đi lóc số luôn á, đi luôn cái lóc mới á, thì anh em nói mình lấy cho anh em cái lóc mới luôn, nguyên cục lóc mới luôn, thì giờ anh em chỉ cần gáp thôi cũng được. Chỉ cần gáp thôi thì anh em phải bỏ luôn cái lóc số trên xe của mình. Nếu anh em muốn ok thì anh em phải giữ luôn cái lóc số là mới ok nhất nha. Rồi anh em nào cần thì để lại bình luận cho mình nha. Cảm ơn anh em đã xem hết video của mình nha.